Hello, chào mọi người. Hôm nay mình nấu canh củ khoai môn nha mọi người. Sáng nay đi chợ mình được mấy củ khoai môn về, mình chè một chút xíu dầu tỏi tứ hành cho nó thơm. Nên là mình nấu dạng nước chay với mọi người. Củ khoai môn mình nấu canh chay, mình không có sạch nha. Cho nên mình phải chè một chút xíu dầu tỏi, chút xíu dầu tỏi của hành cho nó thơm lên, cho nó thơm thơm chút xíu mình được bỏ. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh và subscribe cho mình nha, ủng hộ cho mình nha, cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ là mình phi với tỏi nó hơi vàng rồi nè, thơm rồi nè, nhưng mà đổ củ khoai vô, thêm lên vô vô. Bây giờ mình đổ nước cho mình nấu, mọi người nấu cho nó sôi lên, cho nó chín sao nó sôi lên mình nêm. Hôm nay mình nấu canh chay nha.